Nam mô A Di Đà Phật. Kính bậc chư huynh đệ, niệm Phật mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là một điều vô cùng thù thắng vi diệu. Trong Tịnh Độ Quần Nghi Luận của Đại sư Hoài Cảm có nói về người vãng sanh Tây Phương có 30 điều lợi ích. Thứ nhất là vãng sanh về cõi của Phật, ở cùng với Phật thì không có hạnh phúc nào bằng. Thứ hai là được niềm vui của diệu pháp lớn. Thứ ba là thân cận mười phương chư Phật. Thứ tư là trải qua có thể đi khắp mười phương chư Phật mà cúng dường. Công đức và phước báo vô lượng khi được cúng dường một vị tăng thanh tịnh, huống hồ gì mười phương chư Phật. Thứ năm là tận tai nghe được Phật thuyết pháp. Thứ sáu là tư lương phước huệ nhanh chóng tròn đầy. Thứ bảy là mau chứng bồ đề. Thứ tám là các trời người cùng tụ hội một nơi. Thứ chín là không thối chuyển, tức là tu thẳng đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Thứ mười là vô lượng hạnh nguyện được tăng tiến, không có lui sụp. Thứ mười một là chim anh vũ xá lợi tiên dương pháp âm. Và mình nghe được pháp âm mỗi ngày, không có tiếng than thở khổ đau, cho nên gọi là cực lạc. 12 là gió thổi hàng cây, tấu diễn thiên nhạc, vô cùng vi diệu, vô cùng thù thắng. 13 là nước xoáy châu Mani, diễn thuyết pháp về tam pháp ứng như khổ, không, vô ngã, vô thường. 14 là tiếng nhạc tấu diễn âm thanh vi diệu. 15 là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ chúng ta. 16 là thân sắc của mình vàng ròng lấp lánh, hào quang rực rỡ. 17 là thân không bao giờ xấu xa thấp hèn. 18 là đầy đủ 6 thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. 19 là thường ở nơi chánh định tụ. 20 là không có các cái điều bất thiện. 21 là thọ mạng lâu dài, vĩnh viễn, gọi là vô lượng thọ. 22 là y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện ra. Điều này không có gì khó hiểu, vì một người ở dưới đây, cõi ta bà của chúng ta, một người giàu, họ muốn ăn thì nhanh hơn một người nghèo. Và đến chư thiên, cõi của họ nghĩ ra là có thức ăn tùy theo phước báu, thì cõi của chư Phật là thù thắng hơn gấp trăm ngàn lần. 23 là chỉ thọ hưởng những điều hạnh phúc và vui vẻ, không có đau khổ. 24 là được 32 tướng tốt. Không phải làm Phật chúng ta mới có 32 tướng tốt. Về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đã có hiện được 32 tướng tốt do phước báo công đức của Phật, mà chúng ta chiêu cảm lấy cái thế giới tương ứng là Phật quốc, báo thân của Ngài. 25 là không có người nữ. Không có người nữ đây không phải phân biệt nam nữ, về trển toàn người nam nhé. Không có người nữ đây tức là không còn giới tính, không còn nữ nam, không còn nhìn một con người bằng giới tính. Bây giờ chúng ta mới lớn lên, cái học môn sinh lý nó làm cho chúng ta ngại ngùng nhìn mẹ, nhìn cha mình nếu mình khác giới tính, không thể gần gũi. Thì ở đây không còn giới tính, cho nên không còn có nam có nữ. Còn như vậy là BD à? Là không phải. Chứ gọi là gì? Đã không còn giới tính thì BD cũng là giới tính. Thì bất kỳ một cái loại hình thức nào mà quy chụp và lấy cái thân này để làm cái chỗ cho chúng ta đến với nhau thì đó đều gọi là giới tính.
nó vượt lên trên cái thân xác này thì không còn là dây tinh, nó là cái thân vi diệu của công đức và phước báo. Cho nên thực không có người nữ, tức là thực ra không có cái tâm để chúng ta nhìn một người mà ở đó có ba vòng để khởi lên ái dục nữ nào. Chứ không phải không có người nữ là toàn người nam, và không có người nữ người nam toàn là BD. Những thứ đó chỉ là tâm ái dục của chúng ta chiêu cảm lấy thân hình bất tịnh mà thôi. Và khi tâm của chúng ta thanh tịnh thì tướng nữ nam BD hay bất kỳ một cái tướng nào của thân xác không còn hiện hữu. 26 là không có tiểu thừa. Không có tiểu thừa tức là cái tâm của hoàn toàn chư vị ấy là thượng thiện nhân đại Bồ Tát, cứu độ chúng sinh, tu cho mình, lợi ích cho người, hành hạnh Bồ Tát, mười phương chư Phật và chúng sanh. Thân thì ở Tây Phương, nhưng mà hóa thân đến ngàn muôn phương để cứu độ muôn loài. Đó là tâm không phải của tiểu thừa. Tâm tiểu thừa là tâm chỉ muốn tu và chứng đắc A-la-hán, giải thoát sinh tử cho riêng mình, mặc kệ đau khổ của chúng sinh. 27 là lìa được tám nạn, ví dụ như nước, lửa, bệnh tật, trộm cắp hay là cướp bóc v.v. 28 là được ba pháp nhẫn. 29 là thân thường có ánh sáng giống như cõi của chư thiên, đặc biệt là Quan Âm Thiên. 30 là thân được sức mạnh kiên cố như kim cang. Kính chư huynh đệ, và cái đặc biệt nhất là ta về trên đó rồi không bao giờ đọa lạc hết, vĩnh viễn tu thành chánh đẳng chánh giác. Đây là 30 cái lợi ích mà chư tổ đã dạy cho chúng ta. Nếu được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì quả thật là không có một cõi Phật và một cõi chư thiên nào, chư tiên nào mà có thể so sánh được. Phải nói nó hạnh phúc vô cùng. Bây giờ chỉ còn nghĩ con mà chi huynh đệ đi, đi ra ngoài kia lượm được đâu đó 1 triệu tỷ USD. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ mua luôn cả trái đất này. À, 1 triệu tỷ, chúng ta sẽ mua luôn cái đất này. Và chúng ta có thể chúng ta mua luôn 1-2 trái đất ở đó nữa. Xong rồi chuyện gì vậy? Diễn ra theo người CEO về quản lý nhân sự. Chúng ta ăn cũng ngày 3 bữa, chúng ta ngủ chỉ có gian phòng. Và chúng ta sống chưa đầy 100 năm. Rồi chuyện gì diễn ra? Thế nào cũng sanh lão bệnh tử, phải không chư huynh đệ? Thế nào cũng vô thường mất mát, thế nào rồi cũng chia ly. Và thế nào thì nội tâm ta cũng đầy ắp tham sân si, buồn vui đố kỵ giận hờn. Ở trong lòng ta vấn đề là đang chất chứa những thứ độc hại. Cho nên tìm về một nơi mà để ở đó những thứ độc hại này được chuyển hóa một cách nhanh nhất, đó mới là người khôn ngoan. Còn lấy những thứ độc hại này mà đi hưởng thụ bất cứ thứ gì thì những thứ độc hại này chỉ tăng lên dần điều mà thôi. Cho nên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để gần Phật, gần chư vị thượng thiện nhân Bồ Tát mà tu hành để giác ngộ, thì phải nói người đó đại căn cơ trí tuệ. Người ta nói niệm Phật là cho người hạ căn. Dạ không, có hạ, có trung, có thượng. Và cái người mà biết được chốn đây là quán trọ trần gian, tạm ghé vài bữa chơi, gửi lại những gì mà mình đã mượn và nhân duyên vay trả ân oán, buộc mình phải còn gặp gỡ với nhau thôi, chứ không phải là chốn quê hương, không phải là nơi chốn cũ. Ai cũng tới đây một khoảng thời gian tạm bợ, rồi chúng ta nếu khôn khéo thì tìm một nơi nào đó vĩnh viễn để tu thành chánh đẳng chánh giác, thì người đó quả thật là bậc thượng căn đế. Còn nếu không, hầu hết chúng ta đều liên tiếp cõi này quay lại để tiếp tục vay trả. Bao nhiêu cái lợi ích này cũng không thể nói hết được cái sự thù thắng mà công đức vô lượng và tình thương vô biên của Đức Phật A Di Đà cho chúng ta, mới gọi ngài là từ phụ. Kính chư huynh đệ, mỗi ngày đã có một hoa sen trên Tây Phương vì mình đã phát nguyện.
thì hãy sáu thời công phu cùng với thầy và đại chúng, hàng ngày lặt rau, rửa chén, giặt đồ. Bây giờ hết cách ly, đi ra đi vào, sinh hoạt bằng thân thể vật lý, không có nói chuyện, không có suy tư nhiều, thì kính chư huynh đệ, A Di Đà Phật là chỗ mình quay về. A Di Đà Phật thân tâm mình thường niệm, A Di Đà Phật hào quang của Phật thường chiếu lên, thân ít bệnh, tâm bình yên. Nếu có đau khổ thì mình cũng nương vào A Di Đà Phật, tha lực của Phật cũng cứu độ mình. Con nói chứ không hề đơn giản mà chư Phật chư Tổ tán thán pháp môn niệm Phật này đâu. Kính chư huynh đệ, hãy tính sâu nguyện thiết và hành trì một cách rất là tự nhiên. Khi tính sâu nguyện thiết là hành trì một cách rất là tự nhiên. Khi đã thật lòng thương một ai rồi thì tin họ một cách tự nhiên, bảo vệ họ một cách tự nhiên, nhớ nhung họ một cách tự nhiên. Khi mình đã 100% tính sâu, 100% muốn rời ta bà về Tây Phương, chư huynh đệ sẽ thấy niệm Phật nó không có buồn ngủ nữa, niệm Phật nó không có giải đãi vọng tưởng nữa, niệm Phật nó không có nghĩ ngợi quá khứ tương lai nữa, niệm Phật nó không có nghi ngờ nữa. Niệm Phật một cách rất là tự nhiên nhất tâm, niệm Phật một cách rất là tự nhiên hoan hỷ, niệm Phật một cách rất là tự nhiên khỏe khoắn. Niệm xong hoặc là trong khi niệm, chư huynh đệ sẽ cảm nhận được, chư huynh đệ sẽ cảm nhận được và tự nhiên, một cách rất là tự nhiên thôi, chư huynh đệ sẽ lần lần có cái truyền thông kết nối và trực cảm được với cái năng lượng che chở tha lực hào quang của Đức Phật.